Vâng, chúng tôi vẫn cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Di chúc và Xã hội do Văn phòng Luật sư Nguyễn Trương Nghĩa chúng tôi thực hiện trên đài SCT quen thuộc của quý vị. Chúng tôi được cảm ơn quý vị đã có những cái lời khen thưởng trong chương trình vừa qua, và đặc biệt trong hôm nay chúng ta khi nói chuyện này, chúng ta vừa mới qua những cái chuỗi sinh hoạt trong 30 tháng 4. Thành ra chúng tôi lần này đó thì trong chương trình Di chúc và Xã hội chúng tôi đặc biệt là nói với quý vị vấn đề nhập tịch. Thì nó phải ghi danh đi bầu, và thường thường là chúng ta nói chuyện về đi bầu về chính phủ của liên bang, tức là Quốc hội liên bang rồi Nhà Trắng. Nhưng mà năm 2024 bất cứ thường thường 2 năm 1 và thường là 4 năm 1 thì nó cũng có những cái bầu cử khác. Thì chúng tôi xin thưa quý vị là ở Hoa Kỳ nó có hai hệ thống luật pháp nhé, hệ thống liên bang và hệ thống của tiểu bang. Chúng tôi làm việc với di trú có thể là hành nghề tất cả 50 tiểu bang bởi vì nó thuộc về luật của liên bang nhé. Thế rồi về luật của tiểu bang á, thì nó nhiều khê lắm, nó lại đi xuống là thành phố, quận, hạt rồi tiểu bang, xong rồi nó còn có những cái vấn đề hành chánh, thí dụ như là luật của bên bên nha lộ vận, thí dụ DMV có bị phạt đi hay là bị treo bằng đi thì lại phải ra tòa hành chánh của bên DMV. Thế thì lần này chúng tôi được mời một người bạn, một người em, và có thể là một người đàn chị ở trong chính trường Hoa Kỳ, vì tôi chưa vào chính trường Hoa Kỳ thì là vào trước người đó là sư tỷ, là sư huynh. Thí dụ như tôi vẫn đùa đùa là anh Trần Thái Văn, mặc dù nhỏ tuổi hơn tôi nhưng mà nếu mà nói trong vấn đề sinh hoạt dòng chính thì anh thuộc lại là lâu đời nhất. Thì chúng ta sẽ chào đón một gương mặt rất là quen thuộc với đài SCT, đó là nghị viên thành phố Hồ Chí Minh Kimberly Hồ. Gửi lời chào đến Kimberly. Kimberly xin kính chào khán giả của đài SCT và chào anh luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Kimberly từ từ bước vào chính trường của thành phố Hồ Chí Minh, nghĩ nghĩ là chắc cũng phải 4 năm hơn hả? Năm thứ mấy rồi nhỉ? Dạ thưa, 12 rồi. Tại vì 12 năm 4, rồi. 4 năm là trên ban quy hoạch mà không ai biết đến. Và Ồ. 8 năm Ở nghị thì viên. là dạ, nghị viên. 7 năm 12 nghị năm. viên. Dạ. Thì chúng tôi biết được đến bác sĩ Kimberly Hồ đó là qua sự giới thiệu của anh Du Miên. Lúc đó anh Du Miên nói rất ca tụng thân phụ của bác sĩ Kimberly Hồ là sĩ quan của ngành pháo binh, ông Hồ Sĩ Khải, mà sau này chúng tôi được biết ông là chỉ huy trưởng của pháo binh của trường dục Mỹ ở Nha Trang. Thì cái câu chuyện anh Du Miên nói chuyện cũng rất là đơn giản lắm, đại tá phải không, Dạ. đại tá? Thì đôi một câu chuyện mà Nghĩa rất xúc động, bởi vì cá nhân chúng tôi cũng ở trong phi trường của Tân Sơn Nhất trong cái lúc mà tháng 4 75, thì chúng tôi biết là hình như là khoảng tháng 3 75 gì đó là Việt Cộng nó đã tràn ngập cái phi trường Nha Trang rồi. Thì vị ông bố bố của Hồ, Kimberly Hồ là đại tá Hồ Sĩ Khải đã ở lại phi trường Nha Trang lo cho người dân, rồi sau đó ông mới rời khỏi phi trường. Thì chúng tôi cho rằng đó hình ảnh nó rất là dũng cảm, cũng như chúng tôi có nhớ là ngay chính bố của chúng tôi là khi đã được leo lên chiếc máy bay C-130, ông đã nhảy xuống và ông trở lại nhà là vì còn kẹt lại những cái người chị họ và cháu chúng tôi ở đó, thì ông không thể đi được mặc dù là gia đình ông đã lên chính chiếc C-130 rồi. Đối với chúng tôi là ông bố chúng tôi là một anh hùng, thì không biết là khi Kimberly ở Nha Trang, Kimberly đã có chứng kiến cái cảnh mà bố Kimberly, đại tá Hồ Sĩ Khải giúp đỡ cho người dân, giúp đỡ như thế nào, và đối với Kimberly thì chắc đại tá Hồ Sĩ Khải cũng là một anh hùng với Kimberly. Dạ, ba em là một anh hùng, không chẳng những đối với em mà còn đối với tất cả của miền Nam Việt Nam. Và Kimberly được biết là lúc đó thì cũng còn nhỏ, Kimberly lúc đó còn nhỏ, khoảng 10 tuổi, 11 tuổi. Kimberly có chứng kiến hoặc là Kimberly nghe mẹ kể lại hay sao? Dạ, thì Kimberly không chứng kiến vì lúc đó là gia đình đã vào Sài Gòn, còn ba thì ở lại Nha Trang. Mà khi là Nha Trang mất đó, thì tưởng là mà ba em thì không đi bằng máy bay mà ba em đi bằng ghe, mà mãi đến một tuần sau khi Nha Trang mất thì mẹ em mới thấy ba em đi từ đầu chợ đi về nhà. Lúc đó nhà ở ngay chợ chợ gì đó, chợ Phú Nhuận, thì mẹ em mới khóc. Dạ, tưởng là ba em chết ở ngoài Nha Không, Trang rồi. người chiến sĩ của Dạ, lực lượng Hòa không bao mà giờ chết. và mẹ nghe anh Du Miên kể lại đó là anh Du Miên với ba em là hai người chót rời khỏi Nha Trang. Dạ, thì lúc mà em gặp anh Du Miên thì cũng tình cờ, mà tưởng là anh kể lại cái câu chuyện
ở Nha Trang, tại lúc mà lúc đó là em là thân chủ của cái tờ báo thời báo của anh. Đúng rồi. Thì lúc đó là em mở văn phòng ở ngay trên đường Bô Sa. Thì lần đầu tiên cách đây 30 năm, 32 năm á, thì anh nói là cô từ Nha Trang, thì tôi cũng từ Nha Trang, và tôi biết một người mà tôi gọi là anh hùng của Nha Trang, đó là ông đại tá Hồ Sĩ Khải. Cái em tưởng là ảnh giỡn với em, em nói ồ đó là ba em. Cái ông nói ô vậy hả, trời ơi, tôi với ổng là hai người chót rời khỏi Nha Trang. Dạ. Và ông cũng đi chiếc ghe với lại bố của em không hả? Không nghe chuyện đó, nhưng mà đi ba em là đi ghe vào. Thì cái kỷ niệm kế tiếp chúng tôi có được với lại Kimberly Hồ là khi chúng tôi được quý vị tin tưởng vào trách vụ chủ tịch cộng đồng của người Việt, của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali hai nhiệm kỳ là 2010 đến 2012, và nhiệm kỳ kế tiếp là 2012-2015 đó. Thì 2013 chúng tôi được tin là thị trưởng Tạ Đức Chí có ngỏ ý là cộng đồng Việt Nam có muốn tổ chức cái diễn hành Tết không, thì chúng tôi chụp ngay, bởi vì Tết là phải của người Việt Nam rồi đó, và chính quyền không bao giờ nên làm cái chuyện tổ chức diễn hành Tết. Thì là mới đây nhất khi chúng tôi thấy thị trưởng Tạ Nguyễn Mạnh Chí tổ chức thì chúng tôi cũng trong lòng không vui lắm, và chúng tôi tiếc là mình không biết, chứ nếu biết thì cộng đồng mà không đứng ra thì Ủy ban Xây dựng Đền Hùng đứng ra tổ chức liền, bảo đảm là sẽ được yểm trợ. Khi mà quý vị họ biết rằng trưởng ban điều hợp của Ủy ban Xây dựng Đền Hùng đã từng tổ chức 3 năm liền 2013, 2014, 2015 trên đại lộ Bôn Sa, lúc đó chưa là đại lộ Trần Hưng Đạo, và cũng phải nói là đó là cái công lớn của thị trưởng Tạ Đức Chí, cũng là cái người bạn thân của cả hai chúng tôi ở đây. Thế thì chúng tôi được Kimberly Hồ, không biết có thể vì cô thấy làm việc đàng hoàng rõ ràng, sau này tôi biết là hễ ai làm việc đàng hoàng rõ ràng là Kimberly Hồ ủng hộ hết mình. Thì tôi nhớ lần đầu tiên được ủng hộ là tới 20.000 đô, tức là cái chương trình danh dự. Và cái chuyện đó làm chúng tôi nhớ hoài, bởi vì lúc đó Kimberly biết là mình quỹ cho mình là zero. Yeah. Và sau này có được cái xe của bên Emo Toyota đó thì yeah, mới bán vé số và đồng hương ủng hộ rất là mạnh. Nhưng mà những lần mà Kimberly Hồ giúp đó, chúng tôi không nhớ là 2014 hay 2013, như 2014 thì phải không? Em không nhớ. Như 2014. Nhưng mà giúp cái tại lúc đó không còn xe, thì 2013 thì có chiếc xe của Emo Toyota 2014 là Kimberly Hồ giúp cho cái gọi là bảo trợ danh dự đó, bảo trợ vàng hay kim cương số 1 là 20.000 đô. Rồi kế tiếp sau đó thì Kimberly Hồ cũng vẫn tiếp tục bảo trợ, nhưng vì lúc đó tôi nghĩ là bởi vì Kimberly Hồ được nhiều người biết là Mạnh Thường Quân rồi, thành ra nhiều người đến hỏi quá, mà Kimberly Hồ hình như không từ chối những cái tổ chức, nhất là về quân đội. Tôi nhớ là Kimberly Hồ cũng giúp cho bên cô Hạnh Nhơn khi cô Hạnh Nhơn còn sống, vân vân. Tức là thì nói như vậy để hỏi một câu là khi nhìn ngược lại đời mình 12 năm trước khi chỉ là một Mạnh Thường Quân, thì Kimberly Hồ thấy mình có khỏe hơn là bây giờ khi là nghị viên, mặc dù có trách nhiệm được mọi người biết đến, nhưng mà hình như nghe nói hôm qua Kimberly họ phải họp tới 12 giờ để chuẩn bị công việc đến 1-2 giờ sáng. Thì cái đời sống của một người thương gia, tại vì Kimberly vẫn phải làm việc, cộng thêm nghị viên nữa đó. Thì sau khi chúng ta trở lại chương trình, Kimberly họ cho biết là nó có những cái khó khăn nào và mình có tiếc nuối cái thời gian mà chưa tham gia chính trường hay không. Xin quý vị theo dõi để xem tâm sự của người nghị viên trẻ Kimberly Hồ của chúng ta. Có được làn da mịn màng, trắng hồng rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể, giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho, làm giảm việc sản xuất melanin, giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid, giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi, chứa hợp chất saponin, là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng.
Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689, hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com. Vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả của SCT vẫn giữ bằng tần quen thuộc SCT để theo dõi chương trình Di trú và Xã hội chúng tôi lần này với người khách quý là nghị viên của thành phố Westchester. Chúng ta trở lại cái câu hỏi đang dở chừng, đó là Kimberly có thể chia sẻ là cái công việc của mình hiện tại bây giờ đang cũng rất là bận biểu với cái trách vụ mà người hình như là hơn 6.000 cử tri đã bầu cho nghị viên lần này là trong cái chức vụ thị trưởng, nhưng không may là không đủ để mà làm thị trưởng, nhưng mà đó cũng là con số rất lớn. Tại vì theo chúng tôi nghiên cứu là mặc dù chúng ta có 25.000 cử tri trong số 50.000 người Mỹ tại đây đó, thì thường thường nhiều lắm họ đi bầu là 10, gần 11.000 lên mức cả. Thì con số mà 6.000 mà cho bao nhiêu người ra tranh chức thị trưởng như vậy là suýt sát lắm. Mỹ chia phiếu rất nhiều. Thành ra bây giờ cái trước khi làm chính trường và sau khi làm chính trường thì cái nghị viên Kimberly có chia sẻ những những trách nhiệm nặng nề như thế nào trên cái đôi vai của mình với quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Dạ thưa, thật sự là cảm ơn luật sư đã đặt câu hỏi đó. Khi nhìn lại thì thấy là mình không bao giờ mình plan trước. Trước đây không bao giờ Kimberly nói là tôi sẽ đến ngày nào đó tôi sẽ ra tranh cử. Thật sự là cái tính của Kimberly là khi nào dính mắc chuyện gì là mình phải dọn, mình phải dẹp và mình phải xung phong để ra làm việc. Tại vì nếu mà mình thấy không hài lòng với việc gì đó, mình dính mắc chuyện gì đó mà mình để cho người khác làm thì quả thật cái đó là mình thấy cái không đúng cái tính của mình, con người của mình. Thành ra cái lúc mà Kimberly làm trên ban quy hoạch, ít ai mà nói muốn ra tranh cử nghị viên, tức là chắc anh cũng planning commissioner đó ha. Planning commissioner đó. Thì lúc mà làm 4 năm planning commissioner trong cái thời gian đó, nó là ít ai mà muốn lên nghị viên mà làm đến 4 năm. Thường là họ lên 1 năm xong họ lấy cái chức vụ đó rồi họ đi ra tranh cử nghị viên. Đúng rồi. Đúng không ạ? À? Anh thì anh tại cũng để vậy. Planning commissioner thì là kỳ đó là ai đề cử Kimberly vào trong planning commissioner? Andy Quach. Nhưng mà thưa quý vị là khi mà Kimberly lên thì trong 4 năm đó Kimberly có dính mắc những điều mà mình thấy là sai về vấn đề tài chính của thành phố. Anh có nhớ lúc đó là thành phố đang bị thiếu thâm thủng. Rồi thì lúc đó thì Kimberly nói là Kimberly không có hài lòng với những gì mà với cái hành động của bà Diana Carey. Thì lúc đó thì Kimberly mới nói ok, tôi sẽ ra và tôi sẽ tranh với bà. Thì lúc đó là Kimberly là người 2016 Kimberly là người đầu tiên mà bứng một người đương kim để vào cái ghế nghị viên. Trước đây đó tất cả những người khác, những nghị viên khác như ông Tạ Đức Trí, ông Tyler, ông Andy Quach rồi vân vân là họ đều vào cái ghế trống. Dạ, ví dụ người đó về hưu, người đó không còn làm nữa là vì họ move up. Thì dễ hơn. Dạ, thì thưa quý vị là Kimberly phải dính mắc cái gì đó thì mình mới làm. Đó là cái mà mình thấy là cái requirement, tất nhiên hồi nào những cái tính mình là như vậy. Chứ không phải là thế không có đủ cho mình thấy là sẽ hơi mệt đấy, bởi vì cuộc đời không có chuyện này chuyện kia. Nhưng mà thưa anh nè, tại những cái chuyện mà mình nói dính mắc như là mình thấy là cái người này họ sử dụng hay là họ lạm quyền. Lạm quyền hoặc là tham nhũng hay vân vân thì đó thì tiến tới là những cái câu chuyện đó. Cái vấn đề trở lại chúng tôi đó là quý vị nên nhớ là chúng ta đang nói chuyện hôm nay về di trú với xã hội đó với Kimberly, một điều rất là quý là bởi vì quý vị đang nói với một nghị viên tại thành phố. Thì nếu cá nhân chúng tôi mà chọn để mà ra dòng chính đó, có lẽ cũng sẽ đi theo bước của anh Trần Thái Văn, của Janet Nguyễn, của thị trưởng Tạ Đức Trí, của Kimberly Hồ. Tức là chúng tôi thích làm ở thành phố nhất. Lý do không biết có phải Kimberly thích làm ở thành phố là bởi vì nó là một cái cơ quan hành chính thấp nhất nhưng lại gần người dân nhất mà mình có thể giúp được cho người ta rất nhiều. Bởi vì chúng tôi được nhớ là có lần lên trên đài của bên một đài khác, Việt Phố TV, là Kimberly đang nói chuyện về những cái chương trình EDU mà của thành phố. Thành ra chúng tôi thấy Kimberly hay để tâm đến những cái chương trình gì mà có lợi cho người dân. Tại vì chính quyền địa phương thì mình có thể ảnh hưởng được rất là nhiều, vừa tài chính, vừa làm luật, vừa ra luật để giúp mà mình thấy những cái sự giúp đỡ của mình thấy tận mắt là nó có kết quả.
Dạ, thì, nó mang lại những cái tốt đẹp đến cho người dân. Thì quý vị, nếu quý vị đến hội đồng thành phố mà họp đó, thì quý vị là thấy trên bàn đó là sẽ có, đặc biệt là trong thành phố Westminster thôi, chỉ có 5 cái người là trong hội đồng thành phố, là gồm có thị trưởng và 4 thành viên là nghị viên. Và trong 4 nghị viên nó có thể một người được chọn làm phó thị trưởng. Rồi ngoài ra chúng tôi được biết là sẽ có một cái người gọi là tổng quản trị của thành phố, và một người cuối cùng hết là luật sư của thành phố. Khi nói luật sư của thành phố thì quý vị nhớ là thành phố nhiều khi cũng bị kiện, và nhiều khi thành phố sẽ phải rất là nhức đầu đắn đo xem vụ kiện này phải nên điều đình hay như thế nào. Tại vì cái khổ nhất của họ đấy là không phải tiền của thành phố, không phải tiền của cá nhân nghị viên Kim Liên, mà tiền của dân chúng đóng thuế. Thành ra theo chúng tôi được biết là những người nào mà làm việc đàng hoàng á, thì ở hiện tại bây giờ cái may là chúng ta thấy rằng có những thành phố nào mà lem nhem, chẳng hạn như chắc chắn là Kim Liên cũng biết về cái vụ của chỗ Bellflower, không? Yeah. Thành ra cái mà lem nhem là người ta được biết, và ngay cả một cái, chúng tôi nhớ là có một cái vị hình như là thị trưởng ở trên Roosevelt là người Việt Nam á. Dạ đúng rồi, mà John cũng John. Mà cũng lem nhem, yeah. và bị khui ra bị tù ngay, là bởi yeah. vì ở còn Bell chứ, Bell chứ, thành phố Bell, nếu mà mình đánh lên Google đó, Bell chứ không phải Bellflower, Bell, nếu mình đánh vô là Bell và những cái chuyện corruption, council, corruption thì quý vị sẽ thấy là hình như là hết tất cả 5 hay 6 nghị viên cũng như thị trưởng là đều đi tù hết. Tức là họ, tức là mình nói theo kiểu ngày xưa, không biết Kimberly có biết, Việt Nam mình gọi là nghị gật đó. Gật dạ, là vừa là buồn ngủ mà vừa là cái gì cũng gật để mà nháy mắt nhau, rồi nghĩa là thật ra Kimberly được mang tiếng mà làm cho Nghĩa nhớ đến cái phim Back to the Future. Thì Kimberly có coi phim đó dạ, chưa có. Nhớ đúng. Cái anh chàng Mỹ Đen đang quét nhà không? Dạ. Sau này cũng là thị trưởng thành phố đó. Thì ngay cả chính cá nhân Nghĩa khi mà quét cái văn phòng Đền Hùng hay quét dọn cái nhà của mình hay ở trong văn phòng mình đó, thì Nghĩa ngồi nghĩ đến là thứ nhất là mình quét rác rưởi này cũng nhất đầu tiên là quét cho mình đó, tại vì mình cũng đâu có phải là hoàn toàn đâu, thì ráng mà tu thân sửa đổi những cái đó. Nhưng ngược lại mình cũng thấy rằng, xin lỗi, là trong 5 năm Nghĩa làm chủ tịch, Nghĩa cũng quét rác khá nhiều đấy, mà đôi khi là một mình phải quét chứ không dám tham với ai cả, tại vì thôi, nghĩa là mình cứ cố gắng tạo sinh hoạt, nghĩa làm sao làm cho dân được vui với lại những cái chương trình như là diễn hành Tết hay là 30 tháng 4 với lại văn nghệ này nọ đó. Thành ra Kimberly được mang tiếng là quét rác trong thành phố. Vậy thì cái chuyện hiện tại bây giờ không thể giấu được Kimberly. Từ từ rồi nó cũng sẽ bị lòi ra. Nhưng những cái người nào mà thì, mà lên tiếng trước đó là dễ bị. Dạ thì đúng vậy. Thì thật sự thì Kimberly lấy cái can đảm mà nói là tại vì có máu của cha, máu tranh đấu, máu tất nhiên là can đảm, thành thử ra Kimberly đứng lên mà nói những cái. Kimberly là con trưởng cho gia đình à? Dạ không, Kimberly là con thứ tư, là nhưng mà con gái thì là trưởng không? Gái, dạ không, thứ nhì. Dạ, một chị cả xong rồi đến. Nhưng trong nhà trai. Theo những biết thì không có ai ra chính trường như Kimberly đâu, mà chắc có lẽ nhưng Kimberly mà, là người duy nhất rồi. Dạ, Kimberly là người giống ba nhất, cái tính cũng giống mà suy nghĩ cũng giống, và tất cả là đều giống hết. Thành thử ra Kimberly không ngạc nhiên là khi nói mình có cái máu của cha. Mình có một phút cuối đặng. Kimberly có thể cho biết là khi cái khó khăn khi mà phải lên tiếng đó, gặp những cái khó khăn nào khi mình phải lên tiếng những cái chuyện mà cần phải trong sạch, phải minh bạch những cái chuyện mà của trong thành phố để mà mang lại lợi ích cho dân. Cảm ơn. Dạ. Thưa quý vị, thì Kimberly nghĩ rằng cái công việc nó rất là khó ở chỗ khó mà dễ. Tại vì con người của Kimberly thì từ nhỏ đến lớn là mình cứ phải nói những cái gì sự thật, mình phải nói lên, mình phải lên tiếng. Chứ mình cũng có cái tự tin, ông trời ban cho tự tin, thành ra cũng đã giúp cho Kimberly mạnh dạn mà nói lên tiếng. Và bây giờ quý vị đã thấy sự thật rồi. Kimberly nghĩ là time will tell, tất cả những cái gì đó đã xảy ra thì từ từ quý vị thấy. Ví dụ như họ nói là Kimberly đập cái chùa Điều Ngự rồi biến thành động đĩ, thì quý vị thấy là bây giờ quý vị nhìn thấy rõ đó là họ chỉ vu khống. Rồi họ nói mình đập ra cái tượng Đức Thánh Trần, thì quý vị thấy là Kimberly chính là người, anh có nhớ là anh luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa có nhớ là Kimberly leo lên cái tượng mình để giúp chỉnh lúc đúng. Mà họ hạ cái tượng xuống đó đúng rồi, mà đúng đến rồi. Nỗi mà có hình trên báo luôn, trên internet luôn. Nhớ là cái lần đó khi mình khi mà bán những vé số cuối cùng để mà gây quỹ thì
hy vọng là trong những lần tới chúng tôi có cái duyên để mà mời nghị viên Kimberly nói chuyện. Yeah. Bởi vì trong cộng đồng chúng ta cần phải nói chuyện rất nhiều để chuẩn bị cho 2024 cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, chúng ta sẽ phải chuẩn bị như thế nào. Nó cũng liên quan đến vấn đề di trú và xã hội. Và năm 2025 khi chúng ta đánh dấu 50 năm Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, thì cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là tại thành phố Westminster, có còn là thành trì chống cộng rõ ràng và mãnh liệt để mà có thể mang lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho đất nước Việt Nam hay không? Chúng tôi tin tưởng vào những cái người làm việc có cái đạo đức và có cái kiến thức để chúng ta có thể góp phần. Và chúng tôi hy vọng là ngoài Kimberly, chúng tôi cũng sẽ được mời tất cả các quý vị thành viên trong thành phố, không những là ở Western và Santa Ana, Palm Valley, để chúng ta cần có cái sự mà gọi làm sao có sự đoàn kết trong cộng đồng và đại diện chúng ta là những vị dân cử trẻ và dám làm, dám đương đầu những cái khó khăn đó. Chúng tôi và Kimberly xin gửi lời chào thân ái đến quý vị khán giả của đài SCT. Hẹn lại quý vị trong chương trình lần tới của chúng tôi. Xin kính chào. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể, giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho, làm giảm việc sản xuất melanin, giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid, giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi, chứa hợp chất saponin, là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com.